chữa. Ông thích bạn Mai đúng không? Còn lâu. Người lạ ơi, xin cho tôi mượn vài trăm. Mượn rồi tôi trả, làm gì căng quá. Tôi đã nói với anh là cái xe này không thể nào chở nổi tôi. Phụng mà chạy một miếng da nào, chốc một miếng dãy nào, sáu đền hết. Xuống đây. Sao mang người yêu tôi đi đâu vậy cha? Ê, trời, người yêu của tôi mà. Trời ơi, đứng lại nè cha ơi, người yêu tôi mà cha ơi. Trời ơi, anh là sếp của Lan hả? Cha ra buông ra thật xí. Trời ơi, đứng ra. Trời ơi, cha buông ra đi cha. Sếp nó mất vợ luôn á, cha nội thì ghê thiệt á. Muốn yêu không? Ừ. Người ta đi xe ơi. Thì tôi đi xe đạp. Sao mà đánh bằng người ta được? Mai, tỉnh lại đi về con. Ba nè. Ba. Ừ. Mình đánh rồi. Nhậu sai nhưng mà không có xàm.